Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chơi game sim. Mình đã chơi được cái phần này rồi nha các bạn. Mình lượm tiền trước nha các bạn. Còn sau đó mình muốn làm gì thì cũng được hết đó cả nhà các bạn. Mình vô trong đây sau mình lượm tiền nha các bạn. Giờ mình sẽ bấm vô cái này. Cái này các bạn muốn làm sao thì cũng được nha các bạn. Bây giờ mình đi ra đây. Ở ngoài đây là cái thành phố của game nha các bạn. Mình phải lượm mấy cái này nha các bạn. Game sim á thì các bạn muốn chơi cái gì cũng được hết nha các bạn. Nghe tiếng từ từ. Đây là nhà của mình. Ok. Con di chuyển chậm thôi. Con di chuyển con phóng cái nhà lên từ đá con phóng lên những khu xung quanh đó. Dụng chơi ơi vậy nè, cái phóng luôn mà nó phóng ra là nó di chuyển nè, nó là cảnh đẹp. Bây giờ mình phải di chuyển rộng ra, đó là cái vụ giới thiệu người ta. Đây là cái đảo nè, cái đảo của mình nè đó. Cái đảo của mình thì rất là đẹp hay gì đó. Trên đảo thì có những cái cảnh này, mình sẽ phóng lớn những khu vực này cho các bạn xem nha. Đó, cây okay nè, rồi giới thiệu cây okay nè. Đây cái chỗ để mình làm biết chút nè, từng khu vực nè đó. Đó, mình phun ra, mình chơi cái chỗ nào cũng ra, đây là biển đó. Đó, không phải zoom lên những cái cảnh này để thấy được cái cảnh đẹp nè không. Con xoay ra nè không đó, đó con chơi gì cần phải xoay này vậy không, con di chuyển chậm để mọi người có thể xem được, con di chuyển nhanh quá nhiều khi cái người dùng ta chưa theo được nha. Như ở đây có hai cô siêu mẫu là rất đẹp rồi ha, đó đó, đó. Các bạn thấy đảo này đẹp không? Di chuyển từ từ.
Đây là lửa trại nè các bạn. Đây con nói to luôn, con nói nhỏ. Đây là lều nè các bạn. Đây. Đây, lều nha các bạn. Đây là mình có thể tắm được nha các bạn. Còn ông này đang câu cá. Đây là cảnh biển nha các bạn. Đẹp không? Khung cảnh đảo của mình nha. Đây là đồ đi picnic này các bạn. Mình sẽ rủ một bạn qua đây nha. Đây, bạn của mình ở đây đây. Giờ mình sẽ chọn trò chuyện với ông này nha. Cái này á là tăng nhiều hơn. Nếu mà vượt qua cái màu đỏ đó thì mình sẽ bị thua nha các bạn. Mình chỉ tới cái màu xanh này mà thôi. Cái này là di chuyển chậm nè các bạn. Mình di chuyển chậm nha. Bây giờ mình sẽ qua kế tiếp nha. Các bạn vô trong game siêu này là muốn làm gì cũng được nha các bạn. Rồi mình thua rồi. Đây, cái này á là cái màu cam cam này nè. Cái đó là kim cương của mình nha. Đây là tiền của mình nè. Cái này nếu mà nó có đầy lên á thì nó sẽ được kim cương nha các bạn. Đây. Trên đảo này thì có những thứ vui nhộn lắm các nha các bạn. Các bạn đợi mình xíu nha. Xong rồi các bạn. Đây nè. Đây bạn của mình đang ngồi đây. Đây là cái bàn gỗ nha các bạn. Đây. Giờ mình sẽ về nhà cho các bạn xem ngôi nhà mình có gì nha.
Ngôi nhà mình thì có nhà vệ sinh nè, rồi phòng ngủ nè, rồi có phòng ghế và tivi nè. Đây là mình, nhà mình có nuôi hai con, nó chính là chó với mèo. Đây là quạt mình mua. Quạt trầm trọng thôi, chó mèo chứ thì cũng là con chó cho người ta xem. Con chó là con nào đâu, không bự lắm, mèo lắm. Đây là con mèo của mình đây nè các bạn. Bự nữa, còn không bự nữa. Nhớ mèo được không? Nhớ được không? Nhớ mèo được không? Được. Giờ mình sẽ chơi đùa với mèo nha các bạn. Chơi đùa với mèo đi. Mèo có vẻ mập làm biến. Này, giờ mình sẽ chơi đùa với chó nữa nha. Mèo của mình đây nha các bạn, với chó đây nha. Đây lều với nhà nó đây nè các bạn. Đây nhà của chó đây nè. Đây chó ngủ mèo rồi các bạn. Giới thiệu không để xem người ta xem xong không có gì chuyện. Đây đồ ăn của mèo đây các bạn, đồ chơi của mèo. Còn hai cái này á là đồ ăn của chó nha. Đây là tủ của mình nè, tủ có thể hai đồ nha các bạn. Đây mình cho các bạn xem khung cảnh nhà mình nha. Nếu mà có dấu chấm hang này mình nhớ bấm vô nha. Mình sẽ được cộng thêm tiền nha các bạn. Với lại cộng thêm kim cương nữa nha. Đây. Giờ mình sẽ quay toilet của mình nhà mình nha. Đây, nhà mình thì có hai cái bồn cầu. Có hai cái nhà tắm nè. Thử sử dụng nhà tắm nè. Đây mình sẽ cho các bạn xem thử dụng nhà tắm nha. Có ai vô tắm được không? Dạ được. Đây bạn của mình đang tắm đây nè các bạn. Còn đây là bồn rửa tay nè các bạn. Có hai cái nào, xong rồi mình cho sử dụng thôi. Nè theo một cảnh khác đi. Cái bồn rửa tay này các bạn. Đây. Rồi cái này là chơi cờ nè các bạn. Không bự lắm. Chó ăn gì vậy? Con chó nó ăn gì? Không ăn gì. Sao con mèo nó gần mặt con chó nè. Mèo với chơi cờ. Không, nó lên ghế. Con mèo mình của mình nó thích lên ghế lắm. Con nha con các mèo bạn. Mình mua được hay là tự có? Dạ con mua. Mèo này tên gì? Anh chưa đặt tên cho nó. Mèo nó là mèo xịn, thấy nó mập không? Mà tao cho mèo đi ngủ chỗ nào? Giờ mình sẽ cho các bạn xem con mèo của mình ngủ nha. Giờ mình cho các bạn xem chó nè. Đấy, con mèo mình ngủ nè. Không bự con mèo được không?
Vâng, mèo ăn nữa rồi. Giờ mình cho mèo ăn nha các bạn. Ăn chó của mình đây. Chó ăn gì? Nó ăn cái này nè. Không có đồ ăn gì không chó. Đây, đồ ăn của mèo mình nè. Mày có mua hồ cá nữa không đâu? Con chưa thấy. Đây, con chó mình nó đang ăn nè các bạn. Chó mình ăn xong rồi nha các bạn. Đây. Đây. Rồi giờ mình cho các bạn xem thành phố mình nha. Đây, mình sẽ lượm tiền nha các bạn. Rồi. Đây, đây là các nhà của mình nè. Đây. Đây là công viên nha các bạn. Mình có thể cho các bạn này đi làm được nha các bạn. Giờ mình cho đây. Đây, các bạn thấy dấu chấm than mà có ngay cái túi này không? Cái đó là đi làm nha các bạn. À, mình bấm vô. Mình bấm dép. Như mình bấm ở dưới, mình có thể bấm ở trên. Bây giờ mình bấm vô này nha. Mình bấm nè. Bấm từ từ thôi, bấm nhanh quá sao tao biết. Con giới thiệu quy cái thành phố đi. Con xây từng góc thành phố đi. Con quy cái thành phố. Bây giờ mình quay các thành phố nha các bạn. Phóng lớn như chỗ nào đẹp lên cho người ta xem. Phóng lớn hết cỡ zoom ra nó lên zoom vô. Ý là con này giới thiệu như giờ con zoom cái này zoom nhỏ không được thì mình từng khu đi. Cái này mình đã có mấy cái nhà. Nhà con đâu? Nhà con ở đây. Rồi xung quanh là có gì đẹp không? Có gì có bến tàu nè. Nó giới thiệu tường xung quanh à, cho người ta xem. Đây là chỗ công việc của các bạn kia nha các bạn. Không lớn lên thôi, không lớn chỗ đó thôi. Bự nữa đó. Bự lên cái cửa này người ta đề chữ gì? Sao nó là tiếng gì ta? Rồi con phóng những khu khác đi. Giờ mình sẽ phóng cái khu khác nha các bạn. Có xe chạy ra. À, đây có xe nha các bạn. Khu vui chơi nha các bạn, phóng khu vui chơi đây. Đây khu vui chơi này các bạn. Không bự lên nữa rồi. Đó được. Con có thể vô đây. Vô thử đi. Giờ mình sẽ để cho các bạn vô đây xem thử nha. Đây. Trong khu này thì mình có thể ngồi hoặc câu cá hoặc cho cái tàu này chạy nè, cho vịt ăn nè. Đây chỗ câu cá này các bạn. Đây có cái hai người có thể chơi đánh cờ với nhau nè các bạn. Nè. Nhảy đầm nữa. Có hai người này nhảy đầm nè các bạn. Rồi con nghĩ đi rồi khi nào
con chơi nữa thì con giới thiệu cho mấy bạn tiếp. Con ngừng game thì con ngừng lại. Con chào các bạn. Các bạn ơi, trong đây còn có con chó nữa các bạn. Thôi mình kết thúc video tại đây nha các bạn. Các bạn nhớ like và ủng hộ mình nha. Đăng ký kênh. Các bạn nhớ đăng ký kênh cho mình nha. Để lần sau mình chơi game á. Để lần sau mình chơi game này nữa nha các bạn. Mình up lên đó các bạn theo dõi. Mình up lên cho các bạn theo dõi nha. Thôi bye bye các bạn nha. Mình phá game nữa.